Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với Bidikan Channel. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn 5 phương pháp hàng phổ biến nhất hiện nay. Phương pháp đầu tiên đó chính là phương pháp hàng điện, hàng hồ quen tay, hay mình còn gọi là hàng que. Ký hiệu tiếng Anh của nó là SMAW, viết tắt của từ Steel Metal Axial Welding. Phương pháp này thì hầu như rất là phổ biến và hầu như các bạn ra hàng thì ai cũng biết về cái phương pháp này. Và thứ hai đó chính là phương pháp hàng Flutter. Ký hiệu viết tắt của nó là FCAW. Đây là cái phương pháp hàng dây lõi thuốc. B là phương pháp hàng hồ quang điện cực không nóng chảy có phí bao giờ. Viết tắt của nó là GTAW. Tên đầy đủ tiếng Anh của nó là Gatenten Axial Welding. Đây phương pháp mình còn gọi là, hay mình thường thấy đó là phương pháp hàng tích các bạn. Rồi thứ tư là phương pháp hàng hồ quang kim loại trong môi trường khí. Ký hiệu viết tắt của nó là GMAW. Tên đầy đủ là Gametal Axial Welding các bạn. Thì hàng Flutter, hàng CO2 cũng là một dạng của cái phương pháp này nha các bạn. Thứ năm là phương pháp hàng tự động, hay còn gọi là hàng hồ quang chìm. Ký hiệu viết tắt của nó là SAW, tên tiếng Anh đầy đủ của nó là Submerged Axial Welding. Và nếu làm trong môi trường kết cấu kim loại thì chắc chắn các bạn sẽ gặp những cái phương pháp hàng này. Và hãy nhớ ký hiệu viết tắt của nó, chắc chắn sẽ được dùng tới nha các bạn.